không có cái chỗ nào mà tháo ra mà cũng không có một cái ốc nào để vặn hết. Mình nghĩ có thể là nó sẽ bị long lay ở ngay cái đầu rắc cắm, cái đinh hần cưa ngay cái chỗ rắc cắm ra xem nó có bị đứt dây ở đấy không. Bởi vì đường nào thì nó cũng hỏng rồi, cưa ra chỉ còn có một phương án là cưa ra thôi, không còn phương án nào để mà tháo cái cục biến áp này ra hết. Cái cục này thì nó sản xuất theo cái kiểu là đóng chết luôn. Cục biến áp này nó khoảng độ 800 mA. Không có cách gì để mà tháo ra cả, dán keo kín mít luôn, tức là ý của nó là nếu mà hỏng thì vứt đi, không cho sửa. Vì thế mình sẽ lại quyết định cưa tiếp nó ra, không còn cách nào khác thì mình sẽ cưa vành xung quanh, sau đó cậy ra, cậy cái nắp vỏ của nó ra xem nó có thể khắc phục và sửa được không. Cái phe nó nhìn nó rất là nhẵn, rất là trơn. Tuy rằng phe nhẵn và trơn như vậy nhưng mà chưa chắc là đã là tốt. Sau khi mình tháo ra thì mình đo cái hai cái đầu dây của nó, đầu ra nó vẫn không lên kim, tức là nó vẫn bị đứt. Mình tiếp tục cạy cái lớp băng keo dính ở ngay cái tế cuộn đầu ra của nó. Bởi vì nó đứt ở đầu ra, đứt ở cái cuộn sơ cấp chứ không phải là đứt ở cuộn thứ cấp. Thứ cấp ít khi bị hỏng lắm, đa phần là đứt ở cái cuộn sơ cấp, tức là cái đĩa cuộn đầu vào của nó ấy. Đây là cuộn sơ cấp. Và các bạn lưu ý khi mà cạy cái lớp băng keo dính điện thì các bạn hết sức là nhẹ tay, phải là hết sức nhẹ nhàng, bởi vì cái cuộn sơ cấp nó có cái dây đồng rất mỏng, mỏng manh như sợi tóc luôn. Và sau khi cạy ra thì mình thấy nó có một cái cầu chì. Đa phần cái biến áp của Trung Quốc thì nó đặt cái cầu chì ở đấy, tức là khi mà nó quá tải hay là quá công suất thì nó sẽ bị đứt cái cầu chì đó để nó bảo vệ thiết bị điện, hoặc là dùng lâu rồi tự nhiên nó cũng hỏng. Thì đo cái cầu chì thì nó không lên thế nào, đó chính là một cái cầu chì và nó gắn ngay tại cái đầu vào của cục biến áp, tức là cuộn sơ cấp dây nhỏ nó quấn lên đến hàng nghìn vòng. Sau đó thì các bạn sẽ lần và gỡ, cố gắng là lần được hai cái đầu dây điện, dây đồng nhỏ của cái cuộn sơ cấp ấy. Các bạn lần ra được hai cái sợi dây đồng nhỏ tí như cái sợi tóc, và phải khéo tay. Nếu như các bạn mà làm đứt nữa thì thôi vứt đi, cục biến áp này nó cũng không có nhiều tiền cho lắm, nhưng các bạn nếu mà nó đứt thì thôi, các bạn cố gắng là lần cái đầu dây đó ra, gỡ cái dây đó nó nhỏ như sợi tóc, và các bạn khéo tay và các bạn quấn nhẹ nó vào một cái sợi dây điện đã đặt tráng thiếp, và các bạn quấn vào đấy. Sau đó thì các bạn dùng cái mỏ hàn và cà đi cà lại.
ca đi ca lại cho nó bong cái lớp bong cái lớp 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 cách điện nơi cái dây đồng nhỏ đó ra và nó ăn thiếp vào trong cái dây điện các bạn gắn vào. Sau đó thì các bạn dùng keo 502 và gắn hết sức cẩn thận, nhẹ nhàng gắn chắc cái dây điện nó cố định lên cái thân của cái khuôn biến áp. Và các bạn lại lấy thêm một cái bìa giấy và đè lên đấy, sau đó lại đổ keo gắn chắc lại, gắn chắc chắc đét, coi như là nếu mà nó thì vứt luôn. Cho hai cái đầu dây đó là hai cái đầu dây bên dây da của điện 220, tức là hai cái đầu dây cắm điện 220 vào.